Chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dụng do Đinh Quang Thái phụ trách hàng tuần. Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Kính chào ông Ngô Nhân Dụng. Dạ, kính chào ông. Thưa Ngô Nhân Dụng, hôm nay có một cái đề tài mà chúng tôi muốn nêu lên với ông trong cái mùa tranh cử tổng thống năm 2016 của Hoa Kỳ. Chúng ta đều biết là tháng 6 và tháng 7 sắp tới thì Đại hội của Đảng Cộng Hòa và Đại hội của Đảng Dân Chủ sẽ chọn ứng cử viên của Đảng ra tranh cử tổng thống. Nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì một số lớn ở các tiểu bang của Hoa Kỳ đã bầu caucus và primary, mà tiếng Việt mình gọi là bầu sơ bộ. Thì có một cái hiện tượng liên quan đến Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là một nhân vật nổi bật lên là ông tỷ phú Donald Trump. Ông Donald Trump đã thắng rất nhiều tiểu bang, cái số thua của ông thì ít lắm. Nhưng mà mặt khác thì có rất nhiều dư luận chỉ trích một cái lối ăn nói bậm trợn, bất chấp ai, khinh thường phụ nữ, thậm chí là mắng nhất cả giới truyền thông nữa. Thế thì ông giải thích như thế nào về cái chuyện là một mặt thì ông Trump cứ thế ông làm, ông không xem ai ra gì cả. Mặt thứ hai thì ông thắng thế đối với các cuộc bầu cử sơ bộ ở nhiều tiểu bang. Dạ thưa, cái hiện tượng ông Donald Trump chắc là quý vị cũng đã biết ông ấy thế nào rồi. Nó cho thấy là những cái cử tri mà xưa nay vẫn ủng hộ Đảng Cộng Hòa đó, họ có cái điều bất mãn với tất cả cái gọi là những người lãnh đạo, những người xưa nay vẫn coi như đại biểu cho Đảng. Thì có một cái số rất đông người cử tri Cộng Hòa bất mãn với tất cả những cái giới lãnh đạo đó. Thành ra họ bắt được một cái người hoàn toàn không nằm ở trong cái giới lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, và cũng không sử dụng đến cái guồng máy của Đảng Cộng Hòa trong cái việc tranh cử. Nghĩa là ông là cái người đơn độc, có thể nói là ông ấy chống tất cả cái đảng của ông ấy. Thành ra là ông ấy thu hút được những cái người bất mãn ở ngay trong cái Đảng Cộng Hòa. Thì đó là cái lý do chính khiến cho ông ấy được người ta ủng hộ, mà bây giờ cứ cái đà này thì có thể đến cái kỳ đại hội ông có thể trở thành ra cái người thay mặt cho Đảng Cộng Hòa để mà tranh cử với lại bên Dân Chủ. Chúng ta thấy rằng không những một số người tại nước Mỹ chỉ trích chống đối ông Trump, mà ngay cả nước Anh, Quốc hội Anh cũng đã thảo luận về ông Trump và nói rằng dĩ nhiên là không có thành luật, nhưng mà họ bảo rằng giá mà đừng có chào đón ông Trump tới nước Anh. Trong trường hợp ông muốn qua chơi nước Anh thì hay hơn. Dĩ nhiên là ông gây bực tức cho chính phủ Mễ Tây Cơ về cái ý định mà muốn xây bức tường, và ông nói rằng những người Mễ nhập vào nước Mỹ thì một số người tốt thôi, còn đa số là trộm cướp, hãm hiếp vân vân. Rồi ông chỉ trích đủ thứ mọi người. Nhưng mà hiện nay trong Đảng Cộng Hòa có một vấn đề, tức là những người mà được xem gọi là tiếng Anh gọi là establishment, tức là những người mà đã lãnh đạo kỳ cương, gọi là giới lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đó, họ tìm đủ mọi cách rồi họ chặn ông Trump lại, không muốn cho ông ra trở thành ứng cử viên. Thì điều thứ nhất muốn hỏi ông Ngô Nhân Dụng rằng liệu cái ý định đó có hy vọng thành hay không? Cái điều thứ hai là nếu mà nó thành thì cái diện mạo của Đảng Cộng Hòa trong các đại hội đảng là sao? Dạ thưa, không thể đoán trước được là cuối cùng ông Trump hay là cái giới gọi là lãnh đạo cũ của Đảng Cộng Hòa bên nào sẽ mạnh hơn trong cái kỳ đại hội của Đảng. Từ nay cho đến cái ngày tháng 7 đó, chúng ta còn phải coi bao nhiêu cái cuộc bầu cử sơ bộ nữa. Và cái hiện tượng ông Trump nó cho thấy rằng cái giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong những năm gần đây đã gần như là bỏ rơi cái thành phần mà căn cốt những cái người cử tri mà xưa nay vẫn ủng hộ họ. Họ không nhìn thấy những cái bất mãn của cái giới cử tri đó. Trước đến nay đó thì Đảng Cộng Hòa thu hút được một số cử tri, nhưng mà những cái cử tri đó nó thuộc nhiều cái tạm gọi là cái nhóm quyền lợi khác nhau. Thứ nhất đó, là có những cái người mà gọi là đề cao cái kinh tế tự do, người ta gọi là những cái người gọi là thiên về hướng kinh doanh, gọi là pro-business. Những cái người đó, thấy rằng họ ủng hộ Đảng Cộng Hòa là bởi vì rằng Đảng Cộng Hòa chủ trương giảm bớt vai trò của chính phủ, giảm bớt những cái luật lệ ràng buộc giới kinh doanh vân vân, và giảm thuế. Những cái đó là rất thích hợp cho những cái người mà đề cao kinh tế tự do. Thế rồi trong Đảng Cộng Hòa có những người gọi là bảo thủ về vấn đề đạo lý, những cái người mà sùng đạo, dù là theo đạo Tin lành hay là đạo Công giáo, nhưng mà họ coi tôn giáo là một cái chuyện rất quan trọng trong đời sống và phải đóng vai trò, tôn giáo phải đóng cái vai trò quan trọng trong cái hành động của các nhà chính trị. Thì những cái người đó cũng rất là đông. Những cái người thứ ba mà có thể gọi là luôn luôn thiên về phía Đảng Cộng Hòa là những cái người mà ủng hộ cái chính sách quốc phòng rất là mạnh. Tức là nước Mỹ phải đóng một vai trò rất là quan trọng ở trên thế giới và dùng cái phương tiện chính là quân sự. Thì thí dụ như người Việt Nam ở Mỹ chẳng hạn ủng hộ Đảng Cộng Hòa phần lớn là vì rằng thấy đảng này có cái xu hướng bảo thủ về phương diện đạo đức, chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính vân vân. Thế rồi người Việt Nam cũng ủng hộ Đảng Cộng Hòa là bởi vì họ muốn nước Mỹ mạnh về quân sự chứ không phải là yếu hoặc là nhường cho những cái nước khác múa may ở trên thế giới. Thì tôi vừa mới nêu đến ba cái nhóm có những cái xu hướng có thể nói là độc lập với nhau, nhưng mà xưa nay vẫn ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra đó, những cái người Mỹ da trắng ở miền Nam nước Mỹ thì ngày xưa đó, từ cái thời 1860 mấy, cái thời nội chiến ở Mỹ cho đến cái trước thời ông Reagan đó, thì cái người da trắng ở miền Nam đó là ủng hộ Đảng Dân Chủ. Nhưng mà ông Reagan là cái người đã làm nổi lên một cái hình ảnh mới của Đảng Cộng Hòa. Và cuối cùng người ta thấy rằng Đảng Cộng Hòa thích hợp với họ hơn. Họ không thích cho những cái người da đen chẳng hạn quá nhiều cái quyền lợi để đền bù cho cái thời họ làm nô lệ. Thì những cái người da trắng đó bây giờ họ ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Hay là ngay cả những cái người công nhân. Xưa nay đó, người ta vẫn nghĩ rằng công nhân là đứng về phía Đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái thời ông Reagan, ông đã làm xoay đổi tình hình. Là những cái người gọi là da trắng mà là công nhân, tức là gọi là cổ xanh ấy, thì lại thích ông Reagan. Là bởi vì ông ấy nói lên những cái giá trị truyền thống của nước Mỹ mà người ta sợ là bị mất. Thì đó là những cái nhóm ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tôi sẽ nói tiếp thêm sau.